chúc mừng phần dự thi của đơn vị phường Bình Thắng ạ. Thưa quý vị, và trước khi đến với phần tham gia giao lưu của câu lạc bộ đội nhóm phường Dĩ An thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một tiếng hát rất là dễ thương ạ. Quý vị có xem chương trình Sau Đó Thôi không ạ? Xuân đã về cùng với cô đàn Baby. Một mai
Xin cảm ơn ca sĩ Khánh Nhi.